Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Fiesta phiên bản 1.0 EcoBoost. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là một chiếc xe đẹp, không có bị tai nạn, không đâm đụng, không va chạm gì cả các bạn ạ. Tên tư nhân rất là mới. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 2015 phiên bản 1.0 EcoBoost này, phiên bản S này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2015 này các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu bạn ạ. La răng đúc này, rất đẹp luôn, dàn lốp cũng còn rất là dày. Phần sườn nếu bạn xem này, đây là cái phần sườn bên phụ các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ phần ba đến sốc trước cũng đều rất là đẹp luôn này. Đấy, phụ đèn pha chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đèn pha rất là sáng này. Đấy, cụm đèn pha đều rất là sáng luôn bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Thì mặt ca lăng, lưới tản nhiệt cũng đều rất là đẹp luôn rồi quý vị các bạn ạ. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương, camera lùi đủ luôn cả rồi các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp. Và đây là cái phần sườn, nước sơn của cái phần sườn bên lái quý vị các bạn xem đây ạ. Chưa có bị đâm va gì cả, cho nên là tất cả còn nguyên zin và rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, về phần ba đèn sốc sau của chiếc xe thì bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đuôi gió rồi này. Ở phiên bản 1.0 EcoBoost bạn ạ, động cơ của Ford là động cơ EcoBoost phiên bản S bạn nhé. Đuôi gió này, đấy, đã có đuôi gió này. Camera lùi, cảm biến lùi đủ cả luôn rồi các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Những chiếc xe mà hatchback thì là có gạt mưa sau rồi này. Đấy, cụm đèn chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Không có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Rất là mới luôn. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đề nổ start top này, gương chiếu hậu, xi nhan trên gương này. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất, toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước. Đây là cánh cửa phía trước bên lái này, keo chỉ nguyên zin này, keo chỉ nguyên, táp bi còn đẹp luôn bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô này đều rất đẹp luôn. Vô lăng cần số rất đẹp. Chiếc xe lăn bánh có 10 vạn km thôi quý bạn nhé. Đấy, 10 vạn km này. Đề nổ start top này, nội thất ghế da này. Đấy, nỉ trần đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, trải sàn da nhìn từ cái bậc cửa này cũng rất đẹp luôn này. Chiếc xe này thì chủ xe làm ở toàn bộ ở trong hãng hết luôn bạn này. Đấy, toàn làm ở trong hãng Ford hết luôn nhé. Đấy, cả nhắc thay dầu này, bảo dưỡng này, đầy đủ hết luôn rồi các bạn này. Đấy, những chiếc xe mà bảo dưỡng ở trong hãng thì quý vị và các bạn yên tâm luôn về chất lượng nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái này, keo chỉ cánh cửa này. Đấy, táp bi này đều đẹp luôn. Nội thất ghế da, hàng ghế ngồi phía sau. Đằng sau này thì ít người ngồi hơn cho nên là ghế da đẹp hơn này. Đấy, ghế da rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nỉ trần này rất là sạch sẽ luôn các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp bi này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, điều hòa tự động này. Đấy, camera lùi tích hợp ở trên cái gương này các bạn này. Camera lùi là tích hợp ở gương này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Điều hòa mát lạnh, tôi đang nổ máy và bật điều hòa đấy. Điều hòa rất là mát luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Cốp sau này, từ ốc cốp sau nguyên zin này. Keo chỉ cốp sau cũng nguyên zin này. Keo chỉ là nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu.
nguyên zin hết luôn này. Đấy, phần nỉ sau này đều rất đẹp. Lớp sơ cua cũng còn rất là dày. Lớp sơ cua, chiếc xe này là hạ lớp sơ cua rồi nhưng còn rất là dày luôn. Lớp sơ cua và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Từ keo chỉ cánh cửa nguyên zin này, táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên zin, toàn bộ từ táp bi nội thất này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Từ những phần nỉ trần cho đến phần ghế da đều rất là đẹp và rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, ghế da này đều mới luôn, bậc cửa này rất là đẹp. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa nhé, khóa thông minh. Keo chỉ cánh cửa này, đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đấy, đều rất là đẹp nhé. Vô lăng, cần số tay phanh này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Ghế da này đấy, rất là đẹp luôn. Đến bậc cửa này, Ford cũng đã trang bị cho chiếc Fiesta 2015 này là một cái khối động cơ xăng 3 máy với dung tích 1.0 EcoBoost các bạn nhé. Động cơ EcoBoost các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ, rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Nó tiết kiệm nhiên liệu ở đây là do thể tích làm việc nó rất là nhỏ các bạn ạ. Đấy, thể tích làm việc có 1.0 thôi, cho nên là rất tiết kiệm nhiên liệu nha. Như động cơ EcoBoost thì nó rất là khỏe quý vị các bạn ạ. Đấy, và ở cái động cơ này là chúng tôi vẫn đang để nguyên, chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Đấy, mua về là tôi quay tôi chụp luôn cho quý vị bạn xem đấy ạ. Động cơ chưa có dọn dẹp gì cả này, toàn bộ từ ốc cabo này đến keo chỉ cabo này là còn đều nguyên zin hết đấy nhá, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc cabo nguyên zin đấy, còn nguyên zin hết luôn các bạn nhá. Động cơ cũng nguyên zin, cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không có ngập nước gì đâu các bạn ạ, còn nguyên zin hết luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Fiesta phiên bản 1.0 EcoBoost sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 10 vạn km quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 275 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
mua